tại vì siêu âm nói là hạch tuyến giáp gì đó, cái tuyến giáp, xong cái họ họ bắt con siêu âm cùng một ngày, coi như là họ siêu cái trước qua ngày hôm sau, siêu cái sinh tiết hai lần, một lần con đi đó. Con mới đi đây cái con về là cái gọi chị, cái chị kêu con xuống luôn. Con sợ quá, con không biết làm sao, cái nên con cầu nguyện cái Chúa chỉ, cái là chỉ giới thiệu con chạy xuống đây luôn. Bây giờ sao mình biết ở đây mà mình tới vậy cô? Dạ. Tiếng dạ. Giờ thầy nói thêm về cái bệnh này ha, một chút ha. Bây giờ thì tháng Giêng năm 2022 nè, tháng Giêng năm 2022 là mình có cái triệu chứng ở cái vùng tuyến giáp mà mình không có biết, không có đi khám. Mình nghĩ là nó là bệnh lý sợ con hang tiếng, con nghĩ là con hang tiếng là nói chứ con biết con bị nặng gì không biết. Rồi tới tháng 12 nè. Tới tháng 12 năm nay nè, coi như là 2023. Ngày 21 tháng 12 năm 2023 mình mới phát hiện ra bệnh ung thư. Dạ. Phát hiện bệnh ung thư. Nó có triệu chứng rồi mình mới đi khám ha. Dạ. Ung thư. Cứ kéo cái căng cái cổ con, nó căng căng cái cổ con. Rút nó cứ vướng, nó nặng, giống như có cái cục gì ở đây, ở đây là mình nhìn đâu có thấy nó nằm ở đâu ở trong á. Rồi nó nằm ở trong, tuyến giáp nằm bên trong, dạ. Vùng cổ. Thì trước cái ngày 21 là có làm một cái giấy, cái kết quả ra là cái Bethenda nhóm 3, có nghĩa là trong bảng phân loại Bethenda nhóm 3 là nó có nguy cơ ác tính ha, về tuyến giáp. Rồi một cái mẫu nữa là nó bị viêm giáp mãn tính, đó là một cái bộ sinh thiết. Còn bộ sinh thiết thứ hai của ngày 22 á, thì là nó làm trên cái hạch, hạch vùng cổ ha. Nó lấy cái hạch cổ bên trái ra, dạ. Hai mẫu, thì trong đó một cái là nó nghi ngờ carcinom tuyến giáp, một cái là chính thức, chính xác là ung thư tuyến giáp luôn. Có nghĩa là qua 2 ngày kiểm tra sinh thiết 2 ngày thì 4 mẫu, tổng cộng là có 3 mẫu thì là chưa xác định, và một mẫu là chính xác là ung thư tuyến giáp carcinom dạng nhú di căn hạch. Di căn hạch là đã qua tới giai đoạn 3 rồi đó. Thì đã xác định được bệnh ung thư tuyến giáp ha, coi dạ. Như là mới phát hiện. Thì sau khi phát hiện bệnh ung thư tuyến giáp rồi, bác sĩ đề nghị điều trị làm sao cô? Bảo con là nhập viện. Con đứng đâu có vững đâu, con để dùng bên ngu không biết gì luôn. Sao vậy? Tại vì hoảng quá, sợ mất tinh thần còn vậy đó. Mà con trai con nhắc đi không. Hôm đó đi với luôn. Con trai hả? Dạ. Cô có đi. Mấy người con? Con có một đứa à. Rồi còn chồng thì sao? Thì mất rồi. Lúc nó 6 tuổi rồi chị ơi. Vậy là có con trai đi theo. Dạ. Con trai cô năm nay bao nhiêu tuổi? Con rồi? 29 tuổi rồi. 29 tuổi. Ở chung nhà không hay là dạ, có gia đình chung, riêng? Dạ, cháu cưới mới có mùng 5 tháng 3 vừa rồi thì ở chung có hai mẹ con à. Ừ. Cho nên ở chung đó luôn. Vợ có bầu rồi cha. Có bầu bao lâu? Bao nhiêu có bầu tháng là Tết này là không biết là mùng 1, mùng 2 gì xanh đó cha. Mùng 2. Dạ. Ừ. Tết nó không biết là nó ăn Tết là nghĩ không được ăn Tết, là nó ăn Tết rồi. Với mùng 1, mùng 2 xanh thì định là ngày đó, mùng 10 là xanh á. Mà con sợ con so thì không biết là lúc nào nó xanh, con không biết. Để lúc đó là con người con nó cũng như lên nó đứng như trời trồng á. Con không biết gì nữa hết á. Thì con mới nói, lúc con không còn hỏi gì nữa, con nói vậy thì bây giờ để con ra con hỏi con. Ừ. Thì ra thôi giờ về đi con ơi, chứ giờ mẹ không còn tinh thần nó về để hỏi người nhà mình bàn tính như thế nào chứ giờ. Vậy là bác sĩ đã tư vấn cho mình là phương pháp là phẫu thuật ha, phẫu dạ. Thuật tuyến giáp. Bảo con phải nhập viện xong rồi mổ rồi đi hóa xạ trị gì á. Ừ. Bác sĩ đã tư vấn kỹ cho mình rồi đúng không? Có nghĩa là bác sĩ đã hướng dẫn cho mình hết. Dạ. Cái con sợ quá, đâu có còn tinh thần gì đâu, hình như nó ngu không còn biết gì luôn á. Lúc đó là con cô cố vấn làm sao? Dạ họ không cho con vô trong, họ chỉ nói chuyện với con trai thôi ha. Nói mình với con à, coi như họ cho bệnh nhân, họ đâu cho người thân vô đâu. Họ nói một mình con luôn, họ nói như bệnh nhân đông như là người vậy nè. Xong cái rồi họ nói này bị vậy, bây giờ chị đi về đi, rồi thu xếp là bây giờ chị nhập viện, chị phải mổ, xong rồi chị phải hóa xạ trị. Cái con ngồi con đơ mấy gì giống như người cõi trên nó không còn nghĩ gì hết á. Con hỏi ủa vậy mổ làm sao, thì bây giờ chị là bị ung thư rồi đó. Nói con vậy á. Cái con nói thôi vậy, lúc đó là con ngồi cũng đực ra vậy nè. Sao con nói thôi dạ vậy thôi, tại vì ba ngày nay em đi mà em có một bộ đồ à, cho tôi cho em ra em nói ý kiến con em như thế nào đó đã.
rồi cũng về thu xếp. Chứ bây giờ nói mà mổ bây giờ em không biết đường nào mò đâu. Cái ông nói nhập viện đi rồi mới sắp xếp lịch mổ, chứ không phải là mai là mổ đâu. Thế là vậy thôi, về rồi thứ hai lên. Cái về cái rồi cái bà đầu cái là nhà biết rồi lên thăm, nói luôn cái là chị dâu của con là bạn của chị thân nè. Cái chị mới thấy chị đi, cái chị mới nói thôi em ơi. Nhưng mà trong lúc đó là con được kinh cầu nguyện suốt, mà con rất là xin một kinh người, con biết nói giờ con chỉ xin là chỗ nào mà cho cô uống thuốc, chứ nếu mổ thì con chết con chịu nổi đâu, con sợ lắm. May sao tự nhiên cái chị hai gọi hỏi chị, cái chị nói thôi chị lên đây đi, đừng có mổ xẻ gì hết. Con khóc từ bữa nay là khóc, đâu ăn uống gì được đâu. Rồi, Thế là con quyết định con đi lên đây luôn thầy á. hiểu rồi, thầy hiểu cái vấn đề đó rồi. Bây giờ thầy giải thích, thầy giới thiệu qua về cái phương pháp điều trị, phương pháp hỗ trợ điều trị ở đây ha, để cho mình nắm rõ. Ở bác sĩ đã cung cấp cái phương án điều trị cho mình rồi, còn ở đây các thầy có trách nhiệm là giới thiệu cho mình về cái phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư của cha Phaero Nguyễn Văn Tường. Đây nè, phương pháp hỗ trợ điều trị, hỗ trợ nha, đây không có điều trị mà là hỗ trợ điều trị nha. Bệnh ung thư của nhà nghiên cứu cha Phaero Nguyễn Văn Tường là công nghệ cháo nano đó, công nghệ cháo nano, nano thảo dược, nano nano. Thầy sẽ giải thích qua về phần phương pháp điều trị ở đây để mình có thêm thông tin, để có thêm cái sự lựa chọn trong số cái sự lựa chọn của mình. Các thầy không yêu cầu bệnh nhân tới đây là phải điều trị ngay, mình phải cân nhắc trước khi lựa chọn. Tại vì khi mà mình phát hiện ra bệnh ung thư tuyến giáp thì điều đầu tiên là mình phải nghe tư vấn từ phía bác sĩ. Mình thắc mắc cái gì đó, mình có quyền gặp trực tiếp với bác sĩ để mình hỏi sức khỏe của tôi như thế, bệnh ung thư vậy đó, cái bệnh lý vậy, bác sĩ theo bác sĩ thì tư vấn cho tôi để tôi nắm rõ thêm thông tin. Chứ hiện tại thầy thấy là cô còn hoang mang nhiều thứ lắm, khi mà phát hiện bệnh ung thư là đã muốn cái tinh thần muốn suy sụp rồi, mà gặp bác sĩ nữa tư vấn mình chưa hiểu rõ đó, là mình sợ cái phác đồ điều trị đó nó không phù hợp với mình. Nhưng mà thầy vẫn đề nghị cô nên có cái thời gian để cô trao đổi thêm với gia đình, rồi sau đó cô trao đổi thêm với bác sĩ. Và ở đây các thầy sẽ giới thiệu cho cô cái phương pháp ở đây để mình nắm rõ, để mình lựa chọn cái phương pháp nào nó phù hợp với mình nhất rồi mình điều trị. Thì ở đây phòng khám y học cổ truyền sử dụng cái phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư của nhà nghiên cứu cha Phaero Nguyễn Văn Tường, cháo nano, thảo dược nano. Thì thầy sẽ giải thích cái vấn đề này nè, mình ăn cháo nano làm sao, mình uống thảo dược làm sao đó, để cho mình nắm rõ, để hôm nay về cô hết có lo lắng mà cô có cái thời gian để cô suy nghĩ, cô lựa chọn ha. Ở đây thì thầy rất tiếc là không có con cô không có đi. Thì đây là những thành viên còn lại, làm sao giới thiệu cho thầy đi. Tạm thời thầy sẽ tư vấn cho mình hiểu trước, rồi mình mới làm việc với gia đình, trao đổi qua với gia đình. Chứ không 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 phải là mình gấp gáp được đâu. Cái gì cũng vậy, cái phương pháp điều trị mình lựa chọn, ví dụ ở đây tốn thời gian cũng 3 tháng lận. Cho nên là cái quỹ thời gian mình không có nhiều. Mình bệnh ung thư rồi, mình phải chọn cái phương pháp điều trị mình ngay. Chứ mình mà chờ, mình không có định hướng được mình phải làm gì thì nó làm cho mình bối rối nha. Cho nên cái gì mình cũng phải hiểu rõ hết để mình lựa chọn. Mình biết bệnh nhưng mà mình phải bình tĩnh, cô đừng có lo sợ quá, nó ảnh hưởng tới sức khỏe cô đó. Cái gì cũng vậy, mình phải nắm vững cái thông tin trước đã, mình biết cái bệnh tình mình sao, rồi biết cái phương pháp điều trị nào rồi mình lựa chọn ha. Thì bây giờ không có con cô ở đây thì có những người thân ở đây thì nghe, rồi có gì thì về truyền đạt lại nha, rồi để người nhà trao đổi thêm. Ở đây là giới thiệu giùm thầy đi, đây là ai? Em ruột. Ở gần đó không? Dạ sát luôn. Ở sát hả? Còn đây là người bệnh nhân, người đây nuôi là của bệnh nhân. Chị họ giới thiệu ha, giới thiệu cho bệnh nhân tới đây. Còn ở đây chị họ chị họ đi nuôi con. Dạ.
Thì cô Đinh Thị Thu Sương ha, sinh năm 1971, quê ở Đồng Nai, bệnh ung thư tuyến giáp. Thì bây giờ thầy giới thiệu về công nghệ cháo nano ở đây nha, để mình nắm rõ. Đôi khi mình tới đây rồi mình cũng phải hiểu cái phương pháp điều trị ở đây như thế nào. Bạn về nhà mình cân nhắc, mình lựa chọn. Chứ không phải tới đây là các thầy bắt buộc mình vô cái phác đồ điều trị liền đâu. Tại vì nhiệm vụ của các thầy là hướng dẫn cho mình biết được cái phương pháp ở đây. À, còn cái lựa chọn như thế nào là do bệnh nhân có nhu cầu thì mới xin. Chứ không phải là vô đây là trường hợp nào cũng đón nhận mà theo kiểu mình không có sự sắp xếp á, thì nó làm mất thời gian của mình. Khi mà mình mắc bệnh ung thư rồi đó, thì điều đầu tiên là mình phải nhớ nè. Bệnh ung thư là bệnh mãn tính nha. Bệnh mãn tính mà nó mỗi ngày nó mỗi tiến triển thêm, chứ nó không dừng. Và nó có di căn. Thì để cho cái quá trình điều trị bệnh ung thư nó diễn ra một cách hiệu quả, thì hiện tại ở Tây Y đang điều trị bằng phương pháp phẫu thuật. Đó, như cái bệnh cô đó, bác sĩ đề nghị cô phẫu thuật đó, nhập viện để phẫu thuật đó, rồi quá xạ trị. Đó, quá xạ trị vào. Đó là cái phương pháp điều trị Tây Y. Còn đối tượng mà phòng thuốc ở đây á, nhận là những trường hợp ví dụ như là không điều kiện nè. Không có điều kiện kinh tế. Có nghĩa là không có điều kiện kinh tế để phẫu thuật nè, để vô hóa chất. Trường hợp thứ hai là không hóa xạ trị được. Ví dụ như lớn tuổi, ví dụ như trường hợp của người bệnh đó là ông bà cụ lớn tuổi không thể nào vô hóa chất được, không đủ sức khỏe. Hoặc là trường hợp là có tiểu đường, có bệnh lý về tim mạch hoặc là bệnh lý về men gan cao không vô hóa chất được. Đó là trường hợp không thể vô hóa chất được ha, không xạ trị hóa trị được. Còn trường hợp thứ ba là đã vô hóa chất rồi, vào hóa chất rồi. Ví dụ như mà bệnh nhân đã vô hóa chất rồi, đã phẫu thuật rồi, đã xạ trị hóa trị rồi đó, mà không đáp ứng. Ví dụ như vô rồi mà bây giờ sức khỏe không đủ sức khỏe để vô nữa, hoặc là bác sĩ nói đủ liều rồi, bây giờ bệnh nhân đi về kiếm thuốc nam uống đi hay gì đó. Đó là cái trường hợp thứ ba là các thầy sẽ nhận đó. Còn trường hợp cuối cùng là thí dụ như cái mong mỏi ha, cái mong mỏi của bệnh nhân có nhu cầu cần các thầy giúp thì các thầy sẽ giúp đỡ cho bệnh nhân đó trong cái hoàn cảnh đó. Thì bốn cái điều kiện này thì các thầy sẽ giúp cho bệnh nhân đó. Mình nắm được rồi ha, bốn điều kiện. Bây giờ đối với bệnh ung thư là mình nhớ một điều giùm thầy nè, cái pH. Bây giờ đây là cái thang thầy để viết cái thang pH kiềm axit nha, kiềm axit. Cái này thì mình có thể mình tìm hiểu thêm ha, thầy chỉ nói ngắn gọn tóm tắt thôi. Cái cơ thể của mình á, cái loại thực phẩm mình ăn vào nó sẽ chuyển hóa thành axit hoặc kiềm. Cái thực phẩm nha, đây là thầy nói về thực phẩm nè. Thực phẩm đi vào trong cơ thể, khi mà mình mắc bệnh ung thư rồi thì cái vấn đề ăn uống là vấn đề quan trọng đối với mình. Nếu như mình sử dụng các loại thực phẩm đi vào cơ thể nó chuyển hóa thành axit, mà cơ thể mình có cái môi trường axit, nó sẽ làm phát triển tế bào ung thư, phát triển nè tế bào ung thư nha, môi trường axit nha. Còn ngược lại là môi trường kiềm, nó sẽ làm hạn chế tế bào ung thư, hạn chế tế bào ung thư. Thì bây giờ cái thực phẩm mình đưa vào trong cơ thể mình phải nhớ cái điều đó. Thể mình nạp thực phẩm có tính axit, nó sẽ tạo ra môi trường axit nuôi tế bào ung thư, thì như vậy thì sẽ loại bỏ đi ha, loại bỏ đi. Mình bây giờ mình không ăn nó nữa, bỏ này đi, mình sẽ tập trung ăn những thực phẩm có tính kiềm. Đây là gọi là phương pháp này là kiềm hóa cơ thể. Kiềm hóa cơ thể. À, tới đây nắm được chưa? Dạ. Nắm được rồi ha? Dạ. Mọi người nắm được ha?
Thì bây giờ cháo nano nè, cháo nano, nano thảo dược nano luôn, dược nano, cháo nano thảo dược nano. Mình sử dụng cái nước kèm, cái nước kèm nó có nước kèm nè, nước kèm cái mức độ pH là 8.5 đến 9.5. Đó. Cái thang pH nè, ví dụ như mình thang pH trung tính của pH là 7, thấp hơn 7 là có 6, 5, 4. Nhưng mà thường á, thì những loại thực phẩm nó có tính acid á, là có 5 hoặc 6. Còn cái mức độ pH mà nó có mức độ 7 trung tính nè, 8 nè, 9 nè, 9.5 nè. Đó là đây là pH nghiêng về kèm. Thì cái nước kèm có độ pH là từ 8.5 đến 9.5. Cái nước tinh khiết á, những cái nước mà đóng chai á, thường thì nó nằm dao động từ nước 7 đến 8 thôi. Đó. Mình sẽ sử dụng cái nước kèm á, nước kèm là có độ pH từ 8.5 đến 9.5. Để làm chi? Để cơ thể nó chuyển hóa từ axit sang kèm. Sử dụng nước kèm này cho cháo nano, cho thảo dược nano. Để cơ thể mình kiềm hóa nè. Bên cạnh đó mình ăn thêm rau xanh, trái cây. Rau xanh, trái cây. Rau xanh trái cây là nó là kèm tự nhiên nha. Cái đây là nước kèm sản xuất bằng máy, thiết bị sản xuất nước lọc kèm á. Còn rau xanh trái cây là kèm tự nhiên. Cái kèm tự nhiên nó có thể dao động từ 8 cho đến 9.5 luôn. Ví dụ như rau xanh, xanh lá đó, xanh đậm, hoặc là những loại trái cây ngọt, cái cây chua rồi đó. Nó có mức độ pH đây. Mặc dù ví dụ như trái chanh đi, chanh đi, chanh. Bản thân cái chanh nó là cái loại axit, một loại axit. Nhưng mà khi đi vào cơ thể nó chuyển hóa thành kèm. Thì cái thang pH này thầy đang nói là cái thang pH đã chuyển hóa thành kèm ở bên trong á. Chứ thầy không nói là cái tính chất của nó, thí dụ như chanh là axit nhưng khi vô cơ thể nó là kèm thì nó được tính là thực phẩm nó có tính tạo ra kèm ha. Thì làm sao trong quá trình điều trị ở đây á, các thầy sẽ giúp cho mình tới 3 tháng lận. 3 tháng. Có thể những bệnh nhân có những bệnh nhân giai đoạn 1, 2, 3 đáp ứng bệnh lý tốt, giữ phác đồ, ăn theo cái phương pháp này, đáp ứng thuốc tốt, có thể 1 tháng mấy, 2 tháng, 3 tháng là có kết quả. Có những người bệnh nặng hơn giai đoạn 4 mà vô quá chất nữa thì cái thời gian nó kéo dài hơn 3 đến 6 tháng. Có khi nó dài hơn nữa. Có khi là cái mức độ ung thư tùy vào mức độ nặng nhẹ nữa. Thì cái thời gian các thầy cam kết giúp cho mình là thời gian 3 tháng. Vì sao? Vì khi mà các thầy báo cho mình biết 3 tháng để mình chuẩn bị công việc nhà, thu xếp những cái tài chính, ví dụ như đi về nhà, đi tới nơi khám bệnh thì cũng phải thu xếp những công việc nhà nè, gia đình nè, để dành thời gian để mình đi chữa bệnh, đi điều trị. Thì thầy cũng báo trước cho mình là tới đây là mình phải dành thời gian ra 3 tháng đi kiếm nhà trọ ở gần đây. Nhà trọ thì các thầy không có nơi chứa bệnh nhân, do đó bệnh nhân phải tự túc đi kiếm nhà trọ bên ngoài. Thì nhà trọ thì mình tự do nha, các thầy sẽ không can thiệp vào bệnh nhân ở đâu, không có móc nối với chủ nhà trọ hay gì hết, mà bệnh nhân phải tự kiếm. Ví dụ như xa, gần, mắc, rẻ gì đó, cái nhu cầu của mình thì tùy, mình kiếm ở đâu cũng được. Rồi mỗi ngày tới đây các thầy chăm sóc sức khỏe cho mình, rồi về nhà trọ nghỉ ngơi, có khi nửa đêm nửa hôm, hoặc là có cần thiết thì cứ điện thoại liên hệ với các thầy để các thầy hỗ trợ giúp cho mình. Ở đây các thầy rất là nhiệt tình, cho nên là bệnh nhân có thể nửa đêm nửa hôm gì điện cũng được, không có ngại vấn đề đó. Chỉ cần mình thấy khó chịu, mình muốn các thầy hỗ trợ là các thầy sẽ giúp cho mình ha. Thì cái thời gian 3 tháng ở đây là mình sẽ không ăn đạm động vật nha. Đạm động vật. Đạm động vật là tạo ra môi trường axit, và bản thân nó là cái nguồn nuôi tế bào ung thư. Mình ăn nó là nó sẽ phát triển bệnh lý. Đạm động vật nó có thể phù hợp với vấn đề vô quá chất. Tại vì khi quá chất á, nó phá hủy tế bào ung thư, nó cũng phá hủy luôn tế bào lành. Thì cái thời gian ví dụ như vô quá chất là 21 ngày đi. 21 ngày bắt buộc bệnh nhân phải ăn nó vô, đặng có sức, đặng vô quá chất đập kế. Cho nên là cái đạm động vật là bị lệ thuộc nè. Đó. Còn riêng phác đồ ở đây các thầy không có cho bệnh nhân bị tổn thương cái đó, có nghĩa là không có vô quá chất gì hết. Thì cái đạm động vật này mình cắt bỏ hoàn toàn luôn.
không cần sử dụng tới nó. Nó là axit nuôi tế bào ung thư, loại bỏ nó đi. Đây là phương pháp bỏ đói tế bào ung thư nha. Là bỏ cái thực phẩm axit đi, tăng cường những thực phẩm kèm nè, ha. Kèm nè. Còn cái lượng cháo á, nó sẽ làm giảm cái lượng tinh bột lại. Ví dụ như gạo nè, nấu thành cơm là lượng tinh bột cao, nó có axit amin, cũng như là nó nuôi sống tế bào khỏe cũng như tế bào ung thư, thì cái lượng cháo á, nó sẽ giảm cái lượng tinh bột lại, giảm cái lượng gluco lại, thì nó đủ nuôi tế bào lành thôi, nó không đủ nuôi tế bào ung thư. Đó là phương pháp bỏ đói tế bào ung thư hiệu quả đó ha. Nếu như cô vô đây thì các thầy cho ăn như vậy suốt 3 tháng. Còn riêng người nuôi á, bây giờ thầy nói luôn cái vấn đề mà nhận bệnh luôn. Chứ tới chỗ này mình hiểu chưa? Dạ, hiểu. Có thắc mắc cái gì, dạ, gì không? Không biết. Nãy giờ nó giải thích này có bị quá nhanh không? Dạ, quá hiểu luôn thầy. Thầy nói rõ lắm. Rồi, nghe hết rồi. Bây giờ thầy nói về cái vấn đề nhận bệnh ha. Ở đây là các thầy cho bệnh nhân đăng ký khi mà mở phòng khám ra có giấy phép hoạt động. Các khâu đã chuẩn bị đâu đó nó cũng tương đối nghiêm chỉnh rồi đó. Thì phải làm đơn, đăng ký cái đơn này, đơn tự nguyện nha. Dạ. Khi mình ký vào cái đơn này thì các thầy có trách nhiệm giúp cho mình miễn phí, không tốn tiền trong suốt 3 tháng đó. Thì trong 3 tháng đó đó là mình phải theo phác đồ ở đây. Các thầy hướng dẫn sao mình phải làm y vậy. Tại vì các thầy chịu trách nhiệm với bệnh tình của mình, giúp mình hết sức, cho nên mình phải để các thầy quản lý cái sức khỏe của mình mà điều chỉnh. Nhưng mà trước khi đăng ký á, là mình phải có người bảo lãnh cho mình, chứ không phải bệnh nhân đi tới đây một mình mà có thể nhận đâu. Tại vì nếu như đi một mình tới đây nhận mà người nhà không đồng ý á, vài bữa người nhà lên mắng vốn các thầy, chửi bới các thầy sao mà lôi kéo mẹ tôi, vợ tôi lên đây chữa bệnh như vậy, là nhà nhiều khi không hiểu thôi. Cho nên là phải có người bảo lãnh. Ở đây thì mình có thể tới để mình nghe cái phương pháp điều trị ở đây, coi nó có phù hợp hay không, để mình về nhà mình cân nhắc. Thì cái người bảo lãnh á, bao gồm là cha, mẹ, ha, rồi vợ, chồng, con cái. Thì bây giờ chồng của mình không còn, bây giờ ba mẹ thì chắc lớn tuổi rồi, thì không có dám làm phiền hai ông bà cụ. Thì còn người con, cô có một người con là 29 tuổi đó, có người vợ, nhưng mà thầy cũng muốn cái người con đó đó hiểu cái phác đồ điều trị ở đây. Đáng lý là hôm nay phải lên có mặt ở đây nè để nghe đó, các thầy hướng dẫn vậy, rồi nếu đồng ý thì mới dám nhận bệnh, chứ nếu không thì đâu có dám. Trước khi cái đó là chỉ là nói thôi. Có tại thầy sao là học đi trong nhà, em là em ruột, cháu nó vẫn vào, giờ cũng nói cũng nghe rồi cũng tư vấn nhiều thầy. Cho dù như vậy đi, thầy kể cho một nghe một cái câu chuyện cũng xảy ra, là bà mẹ, cái cô này cũng lớn tuổi rồi, chắc cỡ năm mấy 60 rồi, thì có 4 người con, thì 3 người con tận tình đưa tới đây luôn, dắt người mẹ tới đây ung thư vú, gửi gắm các thầy chữa. Nhưng mà còn một người con không biết, người con ở nhà đi làm ăn xa, nhiều không có về nữa, nhiều năm nhiều tháng, nhiều khi Tết không có về. Thì sao hôm nay tự nhiên nghe mẹ đi chữa mà không biết chữa chỗ đó là nó như thế nào, rồi mới nóng ruột lên, rồi chạy xuống xin các thầy, giờ con muốn đưa mẹ con về để chữa nơi khác. Thì cho dù 3 người con kia đồng ý, nhưng có một người con không đồng ý. Nhưng mà các thầy không muốn cái chuyện xung đột xảy ra giữa gia đình với nhau, nên các thầy dừng cái cô đó lại và để cho người nhà tự giải quyết ha. Thì cái cô đó phải về, coi như các thầy kết thúc hồ sơ điều trị. Thì bây giờ cũng vậy, cô muốn tới đây cô chữa đó, tại vì cô đã có gia đình riêng. Ví dụ như cô hoàn toàn độc thân á, thì anh chị em ruột trong gia đình mình đưa đi thì cho ký bảo lãnh. Còn giờ đã có gia đình có con rồi, thì con đó phải làm đơn xin. Tại năm 2019 á, thì chính quyền địa phương á, phải giới thiệu tới. Còn hiện tại thì chỉ cần trong gia đình thôi. Ví dụ như cha mẹ, vợ chồng, con cái tới xin các thầy sẽ giúp. Ví dụ người con đó chỉ cần viết cho thầy một cái lá đơn xin. Tại vì đơn này đơn tự nguyện mà, chứ các thầy đâu có ép đâu. Rồi lỡ như đang chữa mà người con đó xuất hiện nói giờ mẹ tôi đâu có cho chữa đâu, mà mấy thầy tài lanh, mấy thầy nhận bệnh vô, mấy thầy chữa. Rồi chửi các thầy tội nghiệp, oan ức quá. Cho nên là nó như thế này. Hôm nay thầy chỉ giới thiệu cho mình cái phương pháp để làm chi, để mình có được cái góc nhìn đa chiều.
bác sĩ Tây y đã cung cấp phác đồ cho mình rồi, mình nên đi theo cái phương pháp điều trị Tây y trước. Ví dụ như vậy đó, mình có nhu cầu mình nên điều trị Tây y. Đó. Nãy thầy nói bốn cái trường hợp các thầy sẽ nhận đó, thì mình nên đi điều trị Tây y trước. Chừng nào mà nếu mà mình không có nhu cầu Tây y đó mà muốn các thầy giúp á, thì lúc đó các thầy sẽ nhận. Và cái thứ hai nữa là người con phải tới đây để ký xin cho mình được chữa bệnh. Thì tại vì như thế này, cái thầy muốn gặp trực tiếp với người con đó, để cho người con yên tâm. Tại ở đây tới 3 tháng lận mà. Có đưa đi với thầy. Nó còn khổ này, nó thì cái thầy đó thì nó ngại lại nó là nó nghề thuộc cái thầy đó. Không sao, không sao, không sao. Yên tâm đi. Cháu ở đây là nghề cháu xăm cái nghề đó đó, cháu đi tới đây cháu ngại. Không sao, không sợ nha. Ở đây các thầy không có nhìn bề ngoài bắt hình dong đâu. Có nghĩa là ở đây là tất cả các bệnh nhân ở đây đều tới. Ở đây các thầy cũng từng nhận những trường hợp mà bệnh nhân mà mới ra tù nữa. Ra tù vô nữa. Nên thành thử ra đừng lo. Mình chữa bệnh mà. Việc đó đó, dạ. Tại nhà đó. Có nghĩa là như thế này nè. Tất cả mọi công dân. Khoan, ngồi đi. Nghe hết đi. Mọi công dân mà mình có nhu cầu mình tới đây á, thì các thầy đều đón nhận hết. Cho nên đừng sợ cái công việc nghề nghiệp thì công việc mà mỗi người ai cũng phải có công việc đi làm chứ, đâu nói mà không làm được. Cho nên đừng ngại nha. Nhưng mà còn một cái vấn đề nữa, thầy muốn chậm một chút trước khi nhận bệnh mình. Là thầy thấy nãy giờ á, cô mới vừa phát hiện bệnh lý ngồi hè 21 thôi. Bữa nay là hè 26, nó mới 5 ngày thôi. Thấy cô còn lo lắng nhiều thứ lắm. Cho con cắt lời này nha. Dạ. Là lý do là sao? Cuộc sống của con từ xưa giờ là con gồng gánh nuôi một mình cháu. Dạ. Cho nên cái gì con cũng trải qua hết, nhưng mà thuốc tây là con không uống được. Con uống còn là thuốc bắc với thuốc nam thôi. Và thịt cá là con ít ăn, con ăn rau củ quả nhiều. Khi con nghe được chị nói rằng lên ăn, con nói là con là phù hợp cái vấn đề đó. Cho nên nếu như con mà mổ mà chưa mổ chắc con chết rồi, đừng đợi bồ hôn xạ trị. Tại vì không có sức khỏe con, nó không có, con không chịu nổi. Con ăn rau củ quả, ăn cháo được, cho nên con cảm nhận được điều đó. Mà con cầu nguyện ngày đêm, cho nên con được ơn Chúa gọi mới đem con tới đây. Cho nên con xác nhận, khi con xác nhận là con đã chữa được, con ăn được, cho nên con tới đây. Đi đường, trong thời gian con về mấy ngày, người ta nói nhiều lắm. Nhưng mà con chỉ nói một điều này nè. Mỗi người có cách ăn khác nhau, cách nhận khác nhau. Con ăn được cái đó, nên con có thể chữa được điều đó. Vì con không uống thay được, con uống một liều thuốc cảm thôi là con say liền, con say, con xỉn, con ói. Con không uống được, nhưng mà thuốc bắc, thuốc nam đắng cay cực khổ thì con cũng làm được hết. Nên con có nói như này, con nói nếu như chị làm như chị này là em chữa được, em hy sinh được, em ăn rau củ quả, chừng là tắm rau củ quả nó nóng em không ăn được thì em sợ. Rồi nấu cháo ăn rau củ quả bình thường thì cá không ăn đâu sao đâu. Mình nhịn, mình chấp nhận, mình chữa cái bệnh của mình là hy sinh. Cho nên là con chấp nhận, con đã tâm lý trước rồi khi con tới đây. Chứ không phải là con nghe về con hoảng đó rồi thôi chữa đại đi, đừng mổ, không phải. Con cầu nguyện ngày đêm, con cứ làm giờ lòng thương xót á. Con cầu ngoài nên từ xưa đến bây giờ rồi, không phải là mới đây. Nhưng khi con biết được là con cứ quỳ con cầu xin Chúa cho con gặp thuốc gặp thầy. Để con tới con chữa, mà khi chị nói con đây là con chấp nhận con ăn uống như vậy được. Đó, cho nên con làm được. Đó là con nói thầy là thầy yên tâm, cho nên con chuẩn bị tâm lý hết tất cả. Con đem đồ đạc lâm tới hết rồi. Con không có ngại gì nữa đâu. Là lúc mà nghe thầy đi đoán toán. Cứ nghĩ là mổ rồi này kia nọ, không có sợ. Từ lúc mà nghe chị tiện về mới nói á, là lúc đó chị mới nhẹ lòng, mà mới ngủ được cái thầy. Nó thanh thản, con nghe mới chịu được, không nghe tốt quá rồi. Thì bây giờ thì cái việc bây giờ thầy muốn á là cô sau hôm nay đó, sau khi các thầy hướng dẫn cho cô xong, điện thoại về cho người con đó, hai mẹ con trao đổi với nhau đi. Còn nếu như ngày mai hay ngày mốt gì đó, anh con trai đó mà nếu đồng ý cho cô chữa ở đây đó thì xuống đây ký cho thầy cái giấy. Đồng ý luôn thầy, để luôn đi theo luôn đâu chở đi. Đi theo hôm nay luôn. Dạ đi theo đi luôn. Đưa mẹ dưới này đi đây luôn. Rồi vậy quá tốt. Đưa con lên đây luôn. Rồi khoan, để là giải quyết thêm vài cái đi rồi xin rồi kết thúc rồi mình đưa anh đó vô ha. Thì ở đây các thầy nhận bệnh là hoàn toàn là bệnh nhân tự nguyện ha. Các thầy mở ra, các thầy giúp cho bệnh nhân bằng phương pháp của cha. Đây là cái tâm nguyện 20 năm của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã nghiên cứu. Cha muốn lan tỏa cái phương pháp này cho tất cả mọi người. Thì thầy, các thầy chính là dòng sông đưa cái phù sa đó tới cho tất cả các bệnh nhân.
một cách như không đó, trên tinh thần của cha Phêrô. Thì cái điều đó là cái điều mà mọi người mang ơn cha đó. Thì cố gắng là khi mà mình tới đây đó, thì mình tâm nguyện là mình cố gắng giữ phác đồ điều trị để mình đạt được cái kết quả tốt nhất. Tại vì ở đây không phải mình cô đâu, mà rất nhiều người đã từng ở đây, người ta xuất viện từ đây ra với kết quả điều trị hồ sơ đầu vào và đầu ra. Cho nên thì cái đó thì cô có thời gian cô tìm hiểu thêm những cái clip mà còn cha còn sống á, thì cha cũng đã hướng dẫn sao, thì cô có dành thời gian để cô coi những clip đó để cha hướng dẫn thêm ha, để mình nắm rõ thêm. Ở đây là các bệnh nhân sẽ được điều trị hoàn toàn miễn phí, có nghĩa là từ ngày cô vô cho tới ngày cô ra là 3 tháng, các thầy sẽ không có nhận của mình một cái đồng tiền nào hết, có nghĩa là các thầy cũng không có được quyền để lấy tiền cô luôn, cho nên nó có ghi rõ trên giấy. Nếu ai làm sai thì cô quyền thưa kiện, mà chắc chắn là không có chuyện đó rồi, ở đây các thầy được cha đào tạo hết rồi, nên không ai mà làm sai hết trơn á. Cái thứ hai nữa là cô phải chấp hành đúng theo nguyên tắc ở đây ha, các thầy hướng dẫn sao cô cứ làm như vậy. Đạm động vật là mình không được ăn. Đúng rồi, thầy nói thêm, riêng đạm động vật á, thì kể cả người nuôi bệnh cũng không được ăn nha. Bây giờ cái người con nè, cái người con là người đi đăng ký bảo lãnh, nhưng mà đăng ký bảo lãnh xong có thể về để một người thân khác ở lại chăm sóc mình, thì ở đây ai sẽ ở lại nuôi? Thì cô cũng không được phép ăn đạm động vật nha. Là đạm động vật, thưa thầy nói rõ cho chị nghe giùm con với. Cô được phép ăn cơm, người bệnh thì phải ăn cháo rồi đó, người bệnh là không được ăn cơm, mì gói, hủ tiếu, bánh canh hay là bún phở gì ha, là cô không được ăn, chỉ được phép ăn cháo thôi. Dạ. Khi ký vô đây rồi là 3 tháng là ăn cháo trường kỳ đó. Dạ. Còn riêng người nuôi á, thì được ăn cơm, ăn tự do hơn chút, nhưng riêng thịt cá nè, các loại thịt nha, ví dụ thịt gà, thịt bò, heo hay là hải sản gì đó, cá nè, trứng nè, sữa nè, hoặc là những cái chế phẩm từ đó đó, ví dụ như bánh ngọt nó có từ trứng nè hay gì đó, là tuyệt đối cô không được đụng vô, sữa chua gì đó là không được đụng vô. Chị phải hy sinh cho em đó. Để làm chi? Thầy cũng nhắc nhở nhiều bệnh nhân rồi, người nuôi bệnh nhân rồi, thì nhiều người ta thắc mắc là tại sao chữa bệnh nhân mà tại sao người nuôi cũng phải ngưng ăn vậy? Thì thứ nhất là để cho bệnh nhân không có thèm. Em nghĩ là đúng nghi em. Ví dụ như mình vô trong phòng trọ đi, mà mình đem đồ ăn thịt cá thì là bệnh nhân ngồi đó, bệnh nhân thấy là thèm lắm, tội nghiệp lắm. Mà kể cả không thèm đi nữa, cô đi ra ngoài hàng quán cô ăn thì bệnh nhân đâu thấy, nhưng mà vẫn không được, không được luôn. Ví dụ như cô ra ngoài hàng quán cô ăn đi, nhưng cô về phòng á, thì người nhà cô đâu thấy. Nhiều khi cô nói đi chợ hoặc là cô đi mua đồ một chút, lát em trở lại thôi, chứ chị sao chị biết được là em có ăn hay không. Nhưng mà cô biết đó, bản thân cô biết, cô biết bệnh nhân cô ăn sao, cô ăn sao, thì lúc đó mình không có động viên tinh thần người bệnh được. Tại mình ăn sao mình động viên? Chừng nào mình ngưng ăn đạm động vật mình mới có cái sức mạnh mình động viên tinh thần người bệnh. Chị ơi, em ơi, cố gắng ăn nha, mình tới đây mình chữa đó, thì ở nhà mình bỏ hết công việc nhà rồi mình cố gắng mình hy sinh mình, thì mình cố gắng mình ngưng ăn. Em cũng ăn giống chị nè, thì tự động cô mạnh mẽ à, cô bao nhiêu cô cũng ăn hết đó. Đó là cái yếu tố tâm lý nha, rất là quan trọng. Tại vì ở nhà mình ăn uống sao không được, nhưng tới khi mình vô phác đồ điều trị rồi mình thèm dữ lắm. Nó giống như cơn nghiện nó tới rồi đó, mình thấy là mình thèm. Cho nên là cô, thật ra nó dễ lắm, nó không khó đâu. Ở đây nhiều người bệnh nhân, người nuôi người ta ăn được mà. Mình chịu khó, mình hy sinh chút. Còn hôm nào mình thấy mà mình chịu hết nổi rồi đó, khó quá, đổi người nuôi khác. Đâu gần được. Cho về. Nguyên tắc nè, bệnh nhân là ở lại, còn người nuôi thì được đổi người nuôi. Ví dụ như cô có công chuyện đột xuất gì đó, cô phải báo trước nha, phải lên đây người nuôi cũ, người nuôi mới bàn giao với nhau. Nay tôi bàn giao cho chị này, thầy mới đưa cái nội dung đó, thầy scan vô trong máy, thầy nhập số liệu vô trong máy, đặng thầy quản lý, đặng chi, đặng lỡ như nửa đêm nửa hôm á, có xảy ra sự cố gì thầy biết, thầy điện cho người nào. Lỡ như cô này về mà người thân khác đổi rồi, cái thầy đâu biết, cái thầy điện cho cô nói giờ tôi ở nhà tôi quê á, thầy điện cho người đó đó, là lúc đó nó rối. Cho nên ở đây các thầy quản lý bệnh nhân là tất cả đều trên máy hết, trên Excel hết. Các thầy biết cái số điện thoại của người nào ban đêm cần thiết liên hệ trực tiếp với người nào để xử lý công việc, xử lý cái trường hợp đó cho nhanh gọn lẹ.
chứ điện cho cô không bắt máy, cô ở nhà làm sao thầy biết. Cho nên là phải tới đây là phải bàn giao hai bên, người nuôi cũ, người nuôi mới bàn giao rồi. Người nuôi cũ thì về, ăn gì ăn, thầy không có quan tâm tới, hết trách nhiệm rồi đó. Nhưng người nuôi mới ở đây, các thầy phải biết bệnh nhân, người nuôi đó ăn cái gì, và trong quá trình sinh hoạt có gì khó khăn không thì có thể các thầy giúp đỡ gì, giúp đỡ. Đó, đó là điều kiện ha. Còn riêng cô đó, thí dụ như cô ở đây 3 tháng, mà lỡ như trong 3 tháng đó mà cô có công chuyện đột xuất gì đó mà cô không thể không về được, cô xin các thầy nghỉ, ngưng ngang, các thầy vẫn cho nha. Ví dụ như cô cảm thấy mà phát đồ này nó khó với cô quá, ăn không nổi nữa rồi, hoặc là nó không bớt bệnh, nó vẫn còn tiến triển mà cô muốn có nguyện vọng muốn chữa nơi khác, hoặc là về đi phẫu thuật tây y gì đó lại đó, thì cứ mạnh dạn báo các thầy, hôm nay tôi muốn kết thúc, thì các thầy cho ngay lập tức cho kết thúc liền. Chứ các thầy không có dùng cái quyền lực các thầy mà ép cô là để chữa tiếp đâu. Ở đây không có hành động ép buộc, tất cả là điều tự nguyện. Các thầy dùng hết tâm huyết mà cha để lại để giúp bệnh nhân, thì cô có nguyện vọng cô tới cô xin chữa theo cái tâm nguyện của cô. Rồi thí dụ mà cô cảm thấy nó không còn phù hợp nữa, cô có thể xin nghỉ. Nhưng mà riêng các thầy vẫn có quyền từ chối mình nếu như mình làm sai. Ví dụ như thầy đã dặn cô không ăn đạm động vật đó, để cô kiềm hóa cơ thể, đưa về cơ thể kiềm đó, để cái bệnh lý nó dừng lại, mà cô vẫn tiếp tục ăn lén đạm động vật, thì các thầy sẽ ngay lập tức trả hồ sơ. Dạ. Các thầy từ chối, không chịu trách nhiệm gì, các thầy không giúp gì được hết á. Dạ, không hiểu rồi. Cái đó là cái mấu chốt á. Dạ, không hiểu rồi. Rồi còn riêng người nhà thì cố gắng vô đây, chút xíu nữa vô ký tên giùm thầy.